Chúng ta thường quan niệm rằng là tu để mình hết khổ, mình mong rằng đừng có khổ. Thì sư xin thưa rằng nếu như mà không có khổ thì mình phải thành Phật rồi thì phải không thấy khổ. Vì vậy chúng ta phải sửa lại cái quan niệm của ta là tu không phải hết khổ. Vì sao? Hết khổ lấy gì tu? Như Đức Phật bây giờ ngài đâu có tu, ngài hết khổ rồi lấy gì tu? Thấy khổ tâm không động, đó mới là công phu. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị có một cái nhìn mới về cái tâm của chúng ta trên cái con đường tu học. Mình làm sao cho cái tâm mình nó thật là vững. Còn ngoại cảnh, chúng ta trước đây chúng ta mong cái ngoại cảnh nó tốt, nhưng bây giờ chúng ta là làm sao mong cho cái tâm mình nó tốt. Ở đây người ta khuyên rằng là không mong cuộc đời đừng sỏi đá, chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua. Cái cuộc đời này mình mong làm sao mà không có sỏi đá? Ngoài đường phải có sỏi đá đúng không? Cái gì đi lên đường là phải có sỏi đá. Đường thì phải gặp ghềnh, ổ gà, sỏi đá, gian trưng. Thường thì trước khi đi mình nói là mong sao hôm nay đường mình nó được bằng phẳng, đường nó được im ái. Nhưng bây giờ mình không mong cái đó. Phải mong cái yếu tố đó là mong yếu tố khách quan. Yếu tố đó là có khi được và khi không. Nếu mà đường mà nó bằng phẳng thì mình thấy mình vui. Mà đường không bằng phẳng thì mình thấy mình buồn. Đường mà nó bằng phẳng cái mình đến chùa mình tu mình thấy quan hỷ. Còn mà đường bằng phẳng cái mình thôi nghỉ tu, bỏ chùa, ví dụ vậy. Thì hôm nay là mình không có mong cuộc đời nó không sỏi đá. Đường tu phải gặp chướng ngại, phải có khổ. Nãy chúng tôi nói rồi, nếu hết khổ lấy gì tu? Nếu mà gì hết không thấy khổ nữa mình tu làm cái gì? Tu không phải hết khổ. Hết khổ lấy gì tu? Nếu mình đã hết khổ rồi thì nhưng mà quý vị ở nhà. Thấy khổ mà tâm không động, đó, không trùng bước, đó mới là công phu, đó mới là tu. Ví dụ hôm nay quý vị đến đây tu thì tất nhiên nó có nhiều cái trở ngại. Chúng tôi ví dụ là thời tiết, cụ thể nhất là Đà Nẵng mùa này đang nóng, đúng không? Mà quý vị đến đây tu thì cái thời tiết nóng lắm, ở nhà nó mát, mà đến chùa nhiều khi ngồi thế này nóng, ở nhà có máy lạnh ví dụ vậy, thì mình dễ bị ngã lòng. Bây giờ mình mong sao cho cái tâm mình nó cứng, là không mong cuộc đời đừng sỏi đá, chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an nhàn ấm yên. Thường thì mình hay mong cuộc sống nó giàu sang. Bây giờ mình thay đổi một cách nhìn mới là mình mong cuộc sống mình nó được an nhàn ấm yên thôi. Ở đây nó có một cái bài thơ là đạo ở nơi đời. Tức là cái đạo nó phải nằm ở trong đời. Bài thơ có nội dung như sau: đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Thường thì mình mong cuộc đời tốt với mình, nhưng mà có khi được khi không, thường thì nó không có tốt. Nhưng bây giờ mình mong sao cái lòng mình á nó vị tha, nó rộng lớn, nó bao la với cuộc đời này, bao trùm hết. Đừng mong giàu có cơ ngơi, chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười. Đừng mong gắn kết với người, chỉ mong duyên đến vạn mười duyên đi. Đừng mong không biết sầu bi, chỉ mong mỗi niệm đến đi vô thường. Đừng mong được thảy yêu thương, chỉ mong lòng rộng không vương buộc ràng. Đừng mong vui cõi thiên đàng, chỉ mong giác ngộ thế gian quyển trần. Đừng mong kết nối xa gần, chỉ mong trọn vẹn nơi thân tâm mình. Đừng mong suốt kiếp an bình, chỉ mong thấy pháp diệt sinh vốn là. Đừng mong thoát khỏi ta bà, chỉ mong tỉnh giác trước nhà tử sinh. Đừng mong ai đó hiểu mình, chỉ mong tỏ rõ nhân sinh vô thường. Vỗ tay một cái cho nó có không khí. Cái ý của nội dung của bài thơ đạo này
là bây giờ chúng ta mong ngược lại. Tức là mình đi tu á, không phải để người khác coi, không phải để người khác dòm mình có tu hay không. Thì mình hay cái thể hiện là mình tu cho người ta. Nhiều khi người ta không biết mình tu, cái mình còn giới thiệu là tôi ăn chay năm nay cũng 2-3 năm rồi đó. Tôi đi chùa hàng tháng. Mình mong cho người khác coi, để cho người ta nhìn mình rồi biết là mình tu. Bây giờ không có. Mục đích của mình là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Bây giờ mình ngược lại. Thay vì mình thay đổi cách nhìn. Cái mục đích của bài giảng hôm nay là mình thay đổi cái nhìn thôi. Trước đây là mình hãy nhìn ra, bây giờ mình tập nhìn vô. Hai con mắt mình thì trời xanh nó nhìn ra, là dòng đời nó như vậy, dòng đời theo đời nhìn ra. Nhưng mà theo đạo thì nó ngược dòng, thì phải nhìn nhìn vô. Quý vị đọc theo chúng tôi câu này: đừng nhìn vào cái người, đọc theo, gây cho mình phiền não. Hãy nhìn vào tâm phiền não của mình. Đó, cái người tu nó ngược vô đó. Hôm nay là mục đích của chúng tôi là cho quý vị phải vững bước đường tu. Mình nhìn ra cái người gây cho mình phiền não là nó bấp bênh, nó không vững. Mình mong cho cái người gây cho mình phiền não nó thay đổi, để cho mình được an lạc, được tu hành nó dễ. Nhưng mà cái đó thì nó 50% thôi, 50-50. Có người thì cũng được, nhưng mà có người thì không được. Thôi chắc ăn nhất là gì? Nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Đó, cái đời và đạo nó khác nhau một chỗ, khác nhau ở một cái nhìn thôi. Đời hư hay thật, tâm mình sáng soi. Có nhiều người nói sao nhìn vào khó quá. Thật ra mình phải có cái nhìn mới mẻ, để mà mình nhìn như vậy thì mới vững bước cái đường tu của mình. Đọc lại: đừng nhìn vào người gây cho mình phiền não, hãy nhìn vào tâm phiền não của mình. Đó, ví dụ mình giận hờn sân si thì mình nhìn vào cái tâm giận hờn sân si của mình, chứ mình đừng có nhìn vào cái người gây cho mình giận hờn sân si. Cái thói quen dòng đời là cái nhìn vào cái người gây cho mình giận hờn sân si không. Nhìn cái mặt của ông sao tôi càng ngày càng thấy ghét, ví dụ vậy. Mà trước đây thì bình thường, nhưng mà giờ mình sao nhìn càng ngày càng thấy ghét, càng ngày càng thấy bực. Thì thôi bây giờ mình nhìn vào cái tâm phiền não của mình. Tại sao mà đi theo đạo chúng ta nhìn vào tâm phiền não của mình? Thưa với quý vị là mình nhìn vào cái người gây cho mình phiền não á, xin hỏi quý vị là phiền não nó tăng hay giảm? Tăng, càng nhìn càng thấy phiền não, mà càng phiền não lại càng muốn nhìn. Con người mình ngộ vậy, càng nhìn thì càng phiền não, mà càng phiền não là càng muốn nhìn. Nhưng mà nếu như mình nhìn vào cái tâm phiền não của mình á, thì cái tâm phiền não của mình nó sẽ giảm. Đó, cái cách tu của chúng ta là vậy. Khi mình nhìn như vậy, cái tâm mình nó giảm thì mình mới vững bước cái đường tu của chúng ta. Mục đích của chúng ta hôm nay là chúng ta thay đổi cách nhìn của cuộc đời này. Mình nhìn theo cái lý đạo, chứ không mình không nhìn theo lý đời. Lý đời thì họ đến chùa họ cầu mong cái này cầu mong cái nọ, nhưng mà bây giờ mình không còn mong cái đó mà mình còn mong cái khác. Thí dụ, không mong cuộc đời đừng sỏi đá, chỉ mong mình cứng rắn để vượt qua. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ấm im. Chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong nước mắt đêm dài đừng rơi. Người ta cầu bạc cầu tiền, còn tôi cầu bớt u phiền vẫn vương. Cái người đời thì hỏi tối ngày họ cầu bạc cầu tiền không à, còn mình thì bây giờ cầu cái gì? Bớt cái u phiền trong lòng đi, bớt cái khổ đau trong lòng đi. Như vậy thì mốt mình gặp Đức Phật thì cầu mong sao cho con bớt khổ, con tu theo Ngài để con chấm dứt cái khổ. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy là muốn chấm dứt cái khổ thì phải thấy cái khổ. Cho nên đạo Phật triết lý cốt lõi nhất là tứ diệu
Tứ diệu đế, à giỏi. Tứ diệu đế ở đây gồm có bốn chân, bốn chân lý hay là bốn sự sự thật. Bây giờ ai giỏi kể xin nghe, sẽ thấy là gì nè. Là gì? Đầu tiên là gì? Chân lý thứ nhất là khổ, khổ đế. À, khổ đế. Trong đạo Phật nó có bốn chân lý vi diệu. Mà trong đạo Phật dạy rằng người nào mà ngộ bốn chân lý này thì người đó thành thành Phật. Định nghĩa Phật thì chúng sanh khác nhau làm sao? Phật đó là ngài liễu tri tứ diệu đế. Còn mình thì vô minh dày quá, không liễu tri tứ diệu đế. Cho nên giữa chúng sanh và Phật khác nhau một cái định nghĩa rất là ngắn là gì? Người thấu rõ được tứ diệu đế là thành Phật. Còn người mà chưa tỏ ngộ được tứ diệu đế thì còn là phàm. Cho nên tứ diệu đế hay còn gọi là tứ thánh đế. À, nếu mà mình ngộ được bốn cái chân lý này thì bốn chân lý này trở thành là tứ thánh thánh đế. Còn nếu như mình chưa ngộ thì nó ở góc độ là tứ diệu diệu đế. Thì mình phải ráng tỏ ngộ bốn cái đế này. Thì cái đế thứ nhất xin các Phật tử nhắc lại, thứ là gì? Là khổ, khổ đế. À, như vậy đạo Phật nêu cái đầu tiên ra là khổ, khổ đế. Thì trong khổ đế này Đức Phật ngài dạy gồm có gì nè? Cha Tỳ Bi Túc Kha sanh là khổ, cha ra Tỳ Bi Túc Kha là gì? Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ mà cầu hoài. À, cái đó mình khổ hoài vậy đó. Đức Phật nói cầu không được là khổ mà mình lại cầu hoài. Yeah. Rồi thương phải xa là khổ mà mình cũng thương hoài. À, mình có cái bài thơ là con là ai đó. Con là ai? Phật tử đó, là ai? À, con là một đứa con lai. À, nửa lai Đức Phật mà nửa lai Ta Bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Hiểu cái câu này không? Me già là sao? Nhiều khi già rồi mà còn gân guốc, còn khó tính, rồi khó chịu, chấp thủ tùm lum, chôm chôm như vậy đó. Giống như là tánh tình nó như chôm chôm vậy đó. À, nửa kia còn lại là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đờm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Ăn chay có 2 ngày thôi. À, bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bụt thì ấp e làm hiền. À, nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa. Mình sao câu? À, mình là thuộc cái dạng là thập cẩm đủ, đủ điều. Hôm nào mình tự hỏi mình là ai, cái mình nhớ lại bài pháp xin định dạy là mình là thập cẩm đủ, đủ đều, tức là cái nào cũng có. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy thương phải xa là khổ, tức là ái biệt ly khổ đó, ghét phải gần là khổ. À, có nhiều người ghét lắm nhưng mà rời không được, phải gần khổ là quán tánh hội khổ. Đức Phật ngài dạy là nói tóm lại chấp thủ năm uẩn này là khổ, tức là mình xem có cái ta hiện hữu trên cuộc đời này, lúc đó là chúng ta còn khổ. Làm sao mình không còn chấp năm uẩn này là mới hết khổ. Như vậy thì hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị bài pháp là dẫn bước đường tu. À, hoàn cảnh nào khó khăn gì nhưng mà đường tu luôn vững bước. Để thể hiện được cái lòng của mình có vững bước hay không á, thì cứ 14 âm lịch mỗi tháng, nếu mình có mặt ở đây thì những người đó vững bước á. Còn bữa có bữa không, kỳ này thì có, kỳ sau thì không. Như vậy thì mình chưa được gọi là vững bước. Đọc theo chúng tôi câu này để về gói đầu năm nha. Mỗi tháng cần phải tu hành để cho phước đức căn lành tăng thêm. Là mục đích chúng tôi khuyên quý vị là gì vậy?
14 mỗi tháng đi tu mà, hay đó, đơn giản vậy thôi. Mình đọc hai câu này có đầu nằm mục đích của mình là cái nhắc nhở mình cứ 14 mỗi tháng là đi thì tù vẫn bước đường tu mà ha, không có hẹn ngày này ngày nọ gì hết mà phải vẫn bước đường tu. Ở đây thì nếu chúng ta muốn vẫn bước đường tu á thì chúng ta phải có vài cái bảo bối ở trong lòng. Trước tiên là chúng ta thay đổi cách nhìn. Theo đời thì nhìn ra, nhưng bây giờ mình theo đạo thì nhìn gì? Nhìn vào. Đó, nhìn vào. Hôm nay chúng ta phải thay đổi cách nhìn. Hồi nãy đọc rồi, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn vào tâm phiền não của mình. Ở bên Phật giáo Nam Tông á, có dạy quý vị một cái pháp tu gọi là chánh niệm. Chánh niệm. Hồi nãy quý vị có tu 5 phút. Nhiều khi quý vị thấy lạ quá, nó xong mà sư bắt ngồi niệm bút thô, hơi thở ra vào. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết mình đang làm gì đó. Hồi nãy mình đang thở thì biết mình đang thở. Mà cuộc đời này ngộ lắm, có những cái cần biết thì mình không chịu biết, những cái không cần biết á, thì mình lại muốn biết. Cụ thể như mình phải biết mình đang làm gì thì mình không chịu biết, mình muốn biết người ta đang làm gì không. Tới ngày cứ dòm ra đi coi người ta coi có tu hay không, có làm chuyện tốt hay không, mà bản thân mình thì không có coi mình có tu hay không, có làm chuyện tốt hay không. Cho nên nãy chúng tôi có chỉ quý vị câu là gì? Đi tu là để thấy mình, đọc theo. Thấy mình á, thấy mình có tu hay không nha. Đi tu không phải để nhìn người ta. Nhưng mà ngộ một cái mình không chịu thấy mình, mà mình khoái nhìn người ta. Nhìn riết mà giống như mình muốn theo dõi người ta vậy. Cho nên mấy người mà có cái tâm như vậy đó thì mình phải sửa cái câu này lại nặng hơn chút. Đọc theo, đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để rình người ta. Hay không? Tối ngày cái rình ông chồng. Rình ông chồng nói chi? Thì bắt đầu rình tới mấy người bạn. Rồi ngoài đời, không nói gì chi. Vô trong chùa rồi cũng rình với mấy cái bà bạn đạo mà có tu hay không. Rồi riết xin lỗi nghe, rình tới ông thầy nữa. Dòm có thầy có tu hay không. Như vậy thì cái này là mình làm như vậy riết cái mình bị giảm bớt cái tính tâm. Mình không có vững bước cái đường tu mình. Có ngày mình rình người ta không thì sao mình tu. Thấy không? Cho nên hôm nay mục đích của chúng ta là nhớ phải thay đổi cách nhìn. Trước đây thì mình hay nhìn ra, bây giờ mình phải nhìn vào. Đó, mục đích cái bài giảng hôm nay nó ngắn lắm, nó không có gì là sâu xa, nhưng mà đòi hỏi thực hành nó hơi khó. Vì sao? Vì chúng ta quen cái thói nhìn ra rồi, bây giờ kêu nhìn vào khó lắm. Nhìn ra riết rồi bây giờ người ta tạo hai con mắt nó dòm ra luôn. Tại vì mình tập nhìn vào, ta chỉ hai con mắt nhìn vào nó hay hơn. Cho nên tại sao người tu mình phải nhắm mắt để mình nhìn vào, và mở mắt thì mình hay nhìn ra. Rồi nhìn ra thì Đức Phật ngài nói bây giờ nhìn ra thì mình giữ chánh niệm là gì? Nhìn là biết nhìn thôi nha. Ở đây Đức Phật ngài nói là thấy chỉ biết thấy. Chúng ta tu làm sao mà thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, ngửi chỉ biết là ngửi, nếm chỉ biết là nếm, đụng chỉ biết là đụng, không có mình ở trong đó. Mà mình khổ lắm, thấy cái mình nghĩ có mình trong đó. Hãy có mình thì có ta, có đúng có sai. Bắt đầu chúng ta nói thề phán tốt hay xấu, là người này tu hay không tu. Bắt đầu nhìn cái bắt đầu nói. Cho nên bây giờ chúng ta
chỉ nhìn là biết nhìn thôi. Vì vậy cái đỉnh cao của cái việc tu là làm sao chúng ta nhìn mà chúng ta không thấy. Cái câu này nói theo nghĩa bóng. Nhìn không thấy có nghĩa là nhìn nhưng mà mình không có nói, gọi là không thấy. Thấy mà không suy nghĩ. Tại vì mình vừa thấy cái mình suy nghĩ liền. Ngộ. Bây giờ làm sao mà nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ. Đó, nó mới hay. Tại suy nghĩ thì nó phải có tốt và xấu, đúng và sai. Mà cuộc đời này thật sự ra cái đúng cái sai là theo quan điểm của mỗi người. Rồi tới chừng đó cái mình tách móc. Cho nên có các bạn thân ta khuyên rằng là trần gian cõi tạm có gì đâu móc móc môi môi để khổ sầu. Chuyện đúng chuyện sai thường bình luận, làm hay làm dở dễ câu mong, hay hay dở dở lo đau não, đúng đúng sai sai nghĩ nhức đầu, trên thuận dưới hòa hơn tất cả, trần gian cõi tạm có gì đâu. Vỗ tay. Phải quán niệm. Tu đạo Phật là phải tu theo cái hạnh trí tuệ, là phải quán niệm hàng ngày. Mục đích của chúng ta làm sao chúng ta có trí tuệ để chúng ta vững bước cái đường tu của mình. Mỗi ngày nó mỗi khác, tu phải tiến bộ chứ không phải mới vô tu thì tiến bộ một chút tu riết rồi cái phiền não không. Nó lùi, không tiến bộ. Trở lại cái bài thơ Đạo ở nơi đời, chúng tôi xin đọc lại và phân tích cho quý vị nghe. Đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Đừng mong giàu có cơ ngơi, chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười. Bốn câu này hay quá. Trước đây thì mình cứ nhìn ra mình mong cuộc đời nó tốt với mình. Nhưng mà cái chuyện cuộc đời tốt với mình hay xấu với mình là nó theo cái gì quý vị biết không? Đố ai trả lời đúng chút xíu thì sẽ có thưởng. Quý vị thưởng cái gì không? Phần thưởng vô cùng đặc biệt. Đó là một bài hát do ca sĩ Cao Thanh Hùng tặng quý vị. Mà ai trả lời đúng mới được. Ai trả lời đúng câu này nè, tức là đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Đừng mong giàu có cơ ngơi, chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười. Mình thì hay mong cái đời tốt với mình, nhưng mà cái cuộc đời này tốt hay xấu với mình là do cái gì? Ai trả lời đúng sẽ nhận liền phần thưởng của ca sĩ Cao Thanh Hùng tặng cho quý vị. Cái gì? Cho gì? Do tu. Tức là cuộc đời này tốt với mình á hay xấu với mình là do cái gì? Do duyên nghiệp. Nếu như kiếp trước mình tạo nghiệp tốt thì tất nhiên đời nó sẽ tốt với mình. Mà mình tạo nghiệp xấu thì đời nó sẽ xấu với mình. Mà mình tối ngày mình cứ mong là đời tốt với mình không, mà trong khi đó tiền kiếp của mình thì nghiệp xấu mình cũng tạo, mà nghiệp tốt mình cũng tạo. Phải không? Nghiệp xấu thì cũng tạo mà nghiệp tốt cũng tạo. Thì đời này tất nhiên phải có xấu và tốt. Mà mình chỉ mong đời tốt với mình không thì có được không? Không được. Bây giờ mình hiểu Phật Pháp rồi thì đừng mong đời tốt với ta, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Cái lòng mình bao la là mình phải rộng lượng tha thứ. Cho nên cái chuyện tốt hay xấu với đời á, đối với mình á, là do duyên nghiệp. Bây giờ trả lời trúng không trúng gì cũng có thưởng. Quý vị sẽ nhận phần thưởng ngay tức khắc. Hôm nay chúng tôi đi đến đây thì có một Phật tử ca sĩ Phật giáo. Có tên là Cao Thanh Hùng, chứ không phải là Nguyễn Phi Hùng nha. Cao Thanh Hùng sẽ gửi tặng đến cho đạo tràng chúng ta một bài nhạc đạo trong cái khóa tu kỳ này, với mục đích là giúp cho quý vị thêm cái sự hưng phấn, hoan hỷ để vững bước đường tu. Mục đích của chúng ta bài pháp hôm nay là có tựa đề là gì nè? Vững bước đường tu. Tức là quý vị đến đây tu làm sao cho nó có sự hoan hỷ vui vẻ.
Xin mời ca sĩ Phật giáo Cao Thanh Hùng. Quý vị nghe cái tên là thấy cao rồi đó. Sẽ tặng đến cho đạo tràng chúng ta một bài hát Phật giáo để tăng thêm cái niềm hoan hỷ, vui vẻ cho khóa tu chúng ta, để cho quý vị đủ sức một ngày hôm nay để chúng ta tu trọn một ngày một cách trọn vẹn, để vững bước đường được tu. Ca sĩ đâu rồi? Ca sĩ đang chuẩn bị nhạc nền để tặng cho quý vị. Như vậy thì chúng tôi xin, trong khi chờ đợi, chúng tôi xin nói tiếp là mình đừng mong cuộc đời tốt với mình, bởi vì đời tốt hay xấu với mình là do duyên nghiệp, đúng không? Đó. Đừng tưởng rằng mọi điều không nhân quả. Mình cứ nghĩ cuộc đời này mình muốn tốt là tốt, phải nó phải có nhân quả. Đừng nghĩ rằng cuộc đời không nhân quả. Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình. Đừng chấp thủ cho lòng luôn thanh thản. Tại mình chấp thủ cho nên lòng mình không thanh thản. Nhớ câu là mọi pháp sanh ra đều có nhân duyên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì bây giờ mình không mong đời tốt với ta, mà chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Hãy tha thứ thì lòng sẽ được thứ hải. Tha thứ rồi sẽ nhẹ lòng, hơn thua rồi sẽ mến mong hận thù. Đời người như kiếp phù du, thấy có gì đó bền vững đâu, phù du đó. Sớm còn có mắt như thu ú tàn, nhanh lắm. Cho nên quán niệm như vậy để cho lòng chúng ta được thanh thản. Nhắc lại câu thứ nhất là đừng mong đời tốt với ta nghe, chỉ mong lòng đủ bao la với đời. Như vậy thì người tu chúng ta là mong cái gì nè? Mong cái lòng của mình nó vị tha, nó rộng lượng, nó từ bi giống như Đức Phật vậy đó. Nhìn lại gương mặt Đức Phật chúng ta nhìn đi, trong gương mặt của Ngài sao? Ánh mắt của Ngài sao? Từ bi rộng lớn, không có hận thù, không có hơn thua, không có tranh giành, không có bon chen. Còn nhìn vô ánh mắt mình đi, ở trong đó thấy có sự hơn thua bon chen rồi đó, rồi tranh giành rồi đó, rồi khổ đau rồi đó. Nhìn lên gương mặt của Ngài, khi nào quý vị mà buồn khổ giờ nên nhìn gương mặt của Đức Phật. Đã. Nhìn vô ánh mắt của Ngài, mình thấy ánh mắt của Ngài nó từ bi bao la, rộng lớn, khôn cùng, đúng không nè? Còn mình thì nhìn vô cái mình thấy mình hơn thua người này người nọ, rồi bon chen, rồi giành giật, rồi khổ đau. Mà chúng tôi xin nói một cái nhỏ cho quý vị nghe. Mình nói mình tu theo Phật, mình có từ bi phải không? Mình thương người đúng không? Mà mình cứ tranh giành, mình cứ đoạt lại. Quý vị cứ thử nghĩ đi, người khác á, mình được một cái gì đó, đồng nghĩa với người khác họ mất đi một cái gì đó. Mà mình tu theo Phật từ bi thì mình có muốn người ta đau khổ không? Khi người ta mất, người ta phải đau khổ. Mình được thì mình vui vẻ. Bây giờ mình quán nhìn ra đời, mình thấy nè, mình được mua được căn nhà thì đồng nghĩa có người khác bán căn nhà. Mình hơn người ta một cái lời nói thì đồng nghĩa người kia phải thiệt đi một cái lời nói. Tức là đồng nghĩa là gì? Mình được một cái gì đó thì đồng nghĩa với người khác họ mất đi một cái gì đó. Và khi mình được thì mình lại vui. Còn khi người khác mất thì họ sẽ đau khổ. Cho nên hôm nay chúng ta đi theo con đường đạo, để vững bước cái đường tu của chúng ta, thì chúng ta phải thiết lập một cái suy nghĩ cho nó chân chánh. Tức là không nhìn ra mà lại nhìn vào. Bây giờ mình nhìn ra nhiều quá rồi, bây giờ mình nhìn vào cái tâm mình ha. Như cái câu của Ngài Ajahn Chah Ngài dạy đó, lặp lại: đừng nhìn vào người gây cho mình phiền não. Cái người gây cho mình phiền não mình đừng có nhìn vào đó. Hãy nhìn vào tâm phiền não của mình. Hoặc là mình tu cái chữ đừng, đơn giản là đừng phản cảm những lời vô ý thức. Đừng để lòng bực tức chuyện du dơ. Đừng bận tâm những thái độ hững hờ. Đừng sân giận những người hay gây sự.
mình biết họ gây sự là mình giận họ hoài, mà cái người đó họ lại hay gây, mà họ hay gây sự mình giận hoài chắc mình chết. Ca sĩ chuẩn bị hơi lâu hả? Trong khi chờ ca sĩ chúng tôi hát trước á, chúng tôi tính ca sĩ ra trước rồi ca lẽ ra sau. Bây giờ ca sĩ lâu quá, giờ ca lẽ xuất hiện trước đi. Á hậu xuất hiện trước rồi qua hậu xuất hiện sau. Mời quý vị cho tràn vỗ tay chúng tôi hát một bài hát. Bài này có tựa đề là Xin con giữ trọn đạo mộng, được viết theo bài nhạc đời, theo cái điệu nhạc đời là Xin anh giữ trọn tình quê. Nội dung của bài hát này thì nó cũng không ngoài là mong cho chúng con phải giữ trọn cái đạo màu ở trong lòng mình để mình vững bước đường tu. Thể loại nhạc này là nhạc đời mà lời đạo. Hiểu cái câu nhạc đời lời đạo không? Là sao? Cái điệu thì nhạc đời ha. Các bác ở đây thì hiểu dùm sư là cái điệu thì nhạc đời, nhưng mà cái lời thì lời đạo. Cái nhạc là nhạc coi là xin anh giữ trọn tình gì? Tình quê. Nhạc đạo là xin con giữ trọn đạo màu, là mục đích là dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào ha, con cũng một lòng vững bước đường tu. Đó, như đây thôi, hôm nay là chuẩn bị nó có rốt ráo, nó có một cái câu đơn giản là vững bước đường tu. Cho dù cuộc đời nó có gập ghềnh, nó có gian trưng, nó có chướng ngại, nó có khổ đau gì đi mấy thì người tu chúng ta cũng phải vững bước. Mục đích của mình là gì? Tu không phải hết khổ. Bởi vì sao? Hết khổ lấy gì tu? Thật sự là vậy, nếu mình hết khổ rồi mình tu làm cái gì nữa? Thấy không nè? Hãy còn khổ mới là tu. Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Vỗ tay một cái đi. Con nay quay về nương tựa thầy đệ tu, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời qua ưu phiền tâm con thường luôn dẫn dương, hãy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi. Nương pháp an vui con tri ân thầy, bao lời thầy giảng khuyên thực hành siêng năng, con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi gió xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham. Còn quá ngây thơ, vui thay đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ trọn năm điều, dù khó khăn gì dân một lòng tu đến nơi. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi.
ôi quá mừng vui, đừng cho tâm đi sai đường. Con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi. Ôi quá mừng à vui. Hát hay vỗ tay lớn quá vậy? Tưởng đâu hát dở mà vỗ tay lớn là làm ta mắc cỡ lắm đó. Như vậy thì cái bài hát này là chúng tôi rất tâm đắc những câu cuối. Tức là sao? Dù khó khăn gì vẫn một lần tu đến nơi. Nhớ cái câu này dùm chúng tôi. Hôm nay chúng tôi giảng cái bài pháp có tựa đề là gì? Ai nhớ nè? Dẫn bước gì? Dẫn bước đường tu. À hay quá, có bốn chữ mà nãy giờ nhớ hoài không ra. Nghe cả tiếng đồng hồ rồi mà ngồi có bốn chữ là dẫn bước đường tu. Như vậy thì dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi. Ráng cố gắng là giữ cái, đừng cho tâm đi sai đường. Ráng cái giữ cái tâm mình đó, đừng cho sai đường. Mình tin trong đời, mình tin á, tin vẫn là sẽ có một ngày mình sẽ được thành tựu. Nếu mà mình làm một điều gì đó mình không có niềm tin á thì thất bại. Quý vị nhớ giùm chúng tôi là phép màu bắt đầu từ niềm tin. Mình phải tin chắc rằng mình tu là sẽ có kết quả. Ráng dù khó khăn gì vẫn một lần tu đến nơi. Quý vị nghe nguyên cái bài này thì quý vị nhớ giùm chúng tôi mấy câu thôi. Ha. Tức là sao? Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ tròn tam điều. Hiểu tám điều không? Tám điều là gì? Hồi nãy chúng tôi hát có 5 điều mà bây giờ phải hát 8 điều là sao? Đó, cô này trả lời đúng, vỗ tay chúc mừng con coi. Tức là 8 điều là bát quan trai. Đúng như ngày hôm nay mình tu bát quan trai ha.